Phục Vinh vẫn chưa thể ném phát tên cơ không? Nói chung là tôi nhớ không nhầm thì hình như Phúc Vinh ném phạt trong trận đấu này mới thành công có một lần thì phạt. Vừa rồi là tình huống ném phạt trượt thứ 11 của cầu thủ Dolphins. Có lẽ sau trận đấu này, huấn luyện viên Petra Lukic sẽ... Tiếp tục là một cú ném phạt không thành công nữa của cầu thủ Dolphins. Sẽ là Dominic Thâm. Huấn luyện viên Todd Purvis cũng đến xem và cổ vũ cho Dominic Thâm. Huấn luyện viên Todd Purvis là cựu huấn luyện viên của Nha Trang Dolphins. Ông đã dẫn dắt đội bóng tới vòng playoff và cũng chỉ chịu thua trước các cầu thủ. Ném phạt lần một không thành công của Sơn Minh Cầm.